Ê, tụi em tới rồi anh Ngáo ơi. Chị tới rồi nè. Trời ơi, làm gì mà tới trễ với chị Thảo với Vũ Anh. Mới đi học về. Trời ơi, thì ngày hôm nay á. Chào các bạn cái đi. Chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay á là ngày cuối tuần. Mình sẽ tiếp tục mình là làm ra những cái món để mình bán cho mấy đứa nhỏ này các bạn. Thì chị đón rồi. Nhìn đây, nhìn nguyên liệu coi. Chị đón thử coi ngày hôm nay em bán cái món gì cho mấy đứa nhỏ nè. Cái này hả? Mứt ổi hả? Mứt ổi thì đúng là ổi đó, nhưng mà cái này là trà ổi các bạn đó. Thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình làm luôn các bạn. Mình hẹn mấy đứa là 6 giờ nha. Đó, bây giờ chị Thảo giúp em đi làm nước đường đi ha. Ok. Còn Vũ Thanh thì giúp anh cái gì nè? Pha trà. Pha trà giúp anh đi ha. Pha trà cho. Còn mình thì mình xắt ổi nha các bạn. Đây, mỗi người chia ra một công việc làm nha. Mình xắt xong rồi thì mình sẽ ngâm với lại một xíu nước đường với lại một xíu si rô nè các bạn. Đó, si rô ổi này nha. Thì cuối cùng mình cũng đã làm xong tất cả nha. Chị Thảo thì cũng đã thắng nước đường giùm em nè. Đó thấy không? Đó, còn Thanh thì cũng đã ấy trà giùm anh luôn rồi. Ok không? Anh. Ok, nói chung là đầy đủ nguyên liệu rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ giới thiệu nha. Đây là ổi nãy mình sắt nè, mình ngâm với lại nước đường với lại cho một xíu si rô đó các bạn. Đó, khi mà mình làm xong cái ly mà trà ổi của mình á, mình để vài miếng ổi lên nè. Đó, rất là đẹp mắt luôn nha các bạn. Dạ. Còn đây là si rô ổi, mất ổi nè các bạn. Đó, nói chung là đầy đủ rồi nha, nhưng mà còn thiếu. Thiếu gì? Đây. Dạ. Dụng cụ pha chế của mình nha các bạn. Rồi, có cái ly nữa nè, chắc hơn vậy. Không thể thiếu được nha. Đây. Anh Ngao. Bây giờ là mình sẽ làm thử một ly luôn cho chị Thảo với lại Vũ Thanh xem luôn nha. Trời ơi, làm cho em uống rồi. Mất công anh làm dở cái quán đã không uống nữa. Trời ơi, phải cho thằng này uống thử nữa hả? Đúng rồi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm luôn nha các bạn. Rồi, đầu tiên cho gì vô Ngao? Lần đầu tiên á thì mình sẽ cho mất ổi vô trước nè các bạn. Đây, em mở ra cái chị ơi. Mất ổi thì mình cho khoảng 10ml được các bạn ơi. Ừ, ăn được không anh? Thơm lắm em, ăn được luôn á. Để gì hả? Ê. Rồi, được rồi nha. Bây giờ mình sẽ chế vô nha. Đó. Tiếp theo là tới siro. Siro. Đây, chế siro nha. Khoảng 10ml được các bạn ơi. Đó. Đây. Cho vô luôn nha. Ok. Tiếp theo là tới nước đường nè. Đường. Đây, nước đường thì mình 30ml em 30 ơi. 30ml mới được. Ít quá là nó không ngọt đúng không? Đúng rồi em. Rồi. 30ml. Cho vô luôn nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho khoảng đây. Đâu cái muỗng của em đâu rồi? Rồi đây đây. Đó. Tiếp theo mình sẽ cho khoảng 4-5 muỗng nước ổi nè các bạn. Đó. Rồi được rồi nha. Rồi cuối cùng cho trà vô phải không? Tiếp theo là mình sẽ cho trà vô nè các bạn. Trà thì mình cho khoảng tới chữ B nè các bạn. Chữ B bò nè. Đó. Chế nước trà vô. Rồi. Okay. Xong rồi đó, bây giờ mình sẽ chế nước đá vô nha. Đây, nước đá múc vô anh ơi. Nhiều nhiều đi em. Đầy lên đầy không anh Ngáo? Đừng đầy nha. Bao nhiêu nha? Anh chỉ đi nha. Gần gần này thôi em ơi. Nhiều nhiều đi. Từ anh. Đó, cái ly trà ổi rất là chất lượng các bạn. Nó nhỏ quá, múc nhiều đá không được. Đây nè. Trời, nước trên Ngáo. Nữa đi em ơi. Ok nhiều chưa? Đi. Đúng không? Rồi. Rồi, được rồi đó. Rồi, đẩy nắp lại nè. Đây. Mình đẩy nắp lại. Ok. Thôi. Mình chừng lên để xài đi nghe, bartender này dở dưới trời. Bartender thì giống như mới học hôm qua hay gì á. Thôi đang làm, đang làm. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình lắc luôn nha các bạn. Học lý thuyết trong thực hành luôn. Anh thử được rồi, lắc lên
sao hãy tới rồi. Trời ơi, vậy sao được, em rất khó luôn nha. Ờ, chị thấy người ta là hãy lên rồi chụp lại kìa. Mở ra, mở ra chú anh. Anh mở, anh bartender mà. Từ từ, anh đừng nói là qua anh học xong rồi anh thực hành thì liền nha. Đó, mở ra. Rất là chất lượng luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ chế ra nè các bạn. Thì hấp dẫn các bạn ơi. Đó. Rồi, để xuống cái. Rồi đem cắm vô. Rồi, múc bỏ vô được phải không? Đúng rồi chị. Mấy miếng? Khoảng 4 5 miếng cho mấy đứa nhỏ ăn người chị ơi. Các bạn. Rồi nè. Trò vô một cái đi. Rồi, chi nhân giáo. Nhân giáo chị Thảo lên. Mấy cái miếng đẹp đẹp nè, đó, được chưa? Rồi, được đó. Rồi, chị Thảo lớn nhất chị Thảo uống trước đi. Đây. Thế là đã hoàn tất cái ly trà ổi của mình nha các bạn, rất là đơn giản luôn nha. Đáng lẽ mình phải bán cái ly nè vào buổi trưa uống giải nhiệt, nhiệt rất là tốt luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chị Thảo, người chị lớn nhất uống rồi chị cảm nhận thật sự luôn nha. Thiệt không? Thiệt luôn nha. Dạ, chị uống thử nha. Dạ. Beautiful không? Rồi, quá chị ngon luôn rồi. Trà ổi thì nó ngọt ngọt nè, trà thì chát chát, mà ổi ngọt ngọt ngon các bạn. Trời ơi, chưa, chị uống chưa xong nữa, thằng này giật rồi. Dạ em thấy sao Thanh? Trời ơi, đã các bạn, mát dữ lắm. Trời ơi, ok không? Đây nè. Thấy công thức của anh sao Thanh? Im không? Quá em. Đó chứ sao nữa. Ôi, cách tới luôn rồi kìa. Dạ. Ôi, Kim Cương. Vô vậy đây, em mới vô rồi đúng rồi nè. Hello mấy đứa nha. Rồi, thì hôm nay là cuối tuần. Anh cũng làm một cái món mới. Đó, không biết là mấy đứa có từng uống món này chưa? À, mấy đứa thấy nguyên liệu ổi đồ này kia có đón được ngày hôm nay anh bán món gì không? Không. Ngày hôm nay anh bán cho mấy đứa cái món đó chính là trà ổi nha. Đó. Hồi đó giờ em có uống chưa? Chưa phải không? Mấy đứa đây có ai uống chưa? Chưa. Chưa rồi, vậy là mỗi đứa anh sẽ cho một ly nha. Nước đi, làm nước. Ê, ngáo chừng. Được rồi, trong đi. Được luôn. Được đi, lại ngáo. Đấy, người ngáo. Mời em ơi. Một ly múc hai. Ủa này là gì ta, để coi cái này là Sigo da. À, Sigo. Ơi, ơi, mười mil luôn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mười mil các bạn. Trời ơi, tối mình quay mà làm gì bên sông người ta ca hát quá trời luôn rồi. Ơi, hơi nhịn tí chắc không sao đâu các bạn ơi. Rồi chế đi em ơi. Đó, rồi tiếp theo tới gì nha. Đường nè. Đường là 30 mil đúng không? Đúng rồi em, cái đường là 30 mil nha. 30 mil nha các bạn, để nhìn kỹ hơn chứ lộn nữa quá. Lộn mà tiêu mình luôn á. Đó. Được rồi. Ok, chế hơi lố một miếng mà không sao đâu các bạn. Đâu có miếng à. Rồi. Tiếp theo mình sẽ cho nước ổi ngâm vô nha các bạn. 3 muỗng là vừa nha. Đó, 1 muỗng. Ok em ơi, 3 muỗng là được rồi. 2 muỗng. Đó. Bartender mới làm nè. Rồi, được rồi em ơi, được rồi. Chậm tí nha các bạn. Xong rồi tới trà. Trà là mình chế từ tới chữ B bò nè. Tới chữ B. Nó các bạn. Đã chưa. Đó, rồi. Rồi, được đó. Tiếp theo tới nước đá đúng không? Đúng rồi em, tới nước đá đó. Nước đá nha các bạn. Rồi, cho đầy đầy em ơi, em múc đầy đầy đi. Rồi, từ từ anh nhé. Cái muỗng này nó nhỏ xíu rồi các bạn ơi. Mới rồi, nước đá nó để xuống nhanh nó dằn. Rồi nè. Đó. Vô chỗ đây chưa đủ đâu bạn. Rồi, vô đây đủ nè. Rồi, mình sẽ đóng nắp lại rồi lắc nha các bạn. Ok em ơi. Rồi, bắt đầu lắc luôn đi em. Từ từ để kính lạnh nha. Ê, khoan. Còn hạnh nè em ơi. Hạnh á. Ừ, đúng rồi, còn hạnh nữa. Đây. Rồi. Đi vô nghe. Đó. Mở đi là một trái tát. Xong rồi đó. Lắc đi. Đây là đây cho kỹ rồi lắc nha bạn. Mắc công nó đổ rồi nè. Ở trên ngáo. Rồi em ơi, lắc đi. Anh tin tưởng mày đây nghe. Mạnh lên. Lắc mạnh lên. Lắc cái gì biết xèo trời. Tôi tin đơn mới làm mà sao mày được. Mạnh lên nha. Được chưa? Chắc được rồi đó. Rồi. Em mà mở xéo xéo nghe nghe là được rồi. Vậy đó. Vậy đúng không? Ê, chết. Bartender này hơi vô dụng tí nha các bạn. Bartender này mới học sáng nay. Trời ơi. Không sao các bạn ơi. Bên kia bên đây là xong rồi. Bartender này hơi vô dụng tí. Rồi, cho ly đi nè. Chế cà ly đi nè. Nhưng mà vẫn hay nha các bạn. Để coi nước con Vũ Thanh nó đẹp nó ngon hơn nha. Chắc chắn là phải ngon nha. Đó, như đây là đủ rồi. Đó, cho ổi lên. Quá đẹp. Rồi, bây giờ làm lẹ lẹ lên mấy đứa nhỏ chờ kìa. Còn dưng miếng xíu đây đi rồi chế thêm vô nè. Thôi làm lẹ đi, chị lắc cho anh. Chị lắc hả? Đúng ok rồi. Chị. Đó. Bóp tới đá nhiều nhiều đi anh ơi. Ok anh. Bây giờ mình mới biết là người ta để cái mức này nè. Là mình chế miếng đá tới đây nè nha các bạn. Đó, không? Chế tới đây luôn đi. Đúng rồi, nhiều nhiều đi em ơi, không okay. Sao chứ. Em này chế nè. Đá càng nhiều càng ngon chứ sao đâu. Không biết sao, tại em sợ nước nó không đủ á, cái ít nước.
Được rồi, gọi đẩy nó mẹ nè. Người ta cà lớn quá các bạn ơi. Đó, bây giờ tên chị Thảo nè. Nãy giờ mình chơi Thành có chơi biết mình lắc cái hồn vô nữa. Mình chỉ biết vào mà đủ thôi. Nè, nè, hồi đó chơi nè. Ôi, xin lĩnh vô nha. Ê, 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 được rồi, dạo rồi. Lặng lại nó chịu chứ. Mình coi trong máy chưa? Coi trong máy là người ta sẽ thử nha các bạn. Đang mở lắm này nè, ta chế vòng miếng. Đó, thử. Chịu thử đi. Thử thì ngon đó. Quá ngon, mình làm mất bạn. Rồi, rửa nắp đi. Mình sẽ chế ra ly nha các bạn. Chế ra ly đi em ơi. Rồi. Rồi, chế đi, chế đi. Đó, rồi qua đi tiếp theo luôn em ơi. Ok, được luôn á, qua đi tiếp theo được luôn. Thì chắc đừng nói ly anh ngáo ơi. Xong rồi nha, bây giờ mình sẽ bưng ra cho khách nha các bạn. Đây, cho quà anh ha. Đó, quà anh với bạn Ngọc. Trời ơi, có hai đứa nè. Rồi mấy em muốn cho anh biết cảm nhận thật sự luôn nha. Hai con béo ơi, chị em hỏi anh nha. Em nghe nói đây là lần đầu tiên làm đúng không? Đúng rồi. Em sợ bị đau bụng quá à. Đau bụng cái gì? Em uống đi, có gì đâu đau bụng. Dạ. Thì uống đi. Rồi cho anh biết cảm nhận rồi, có ngon không? Ngon lắm anh. Thiệt nha, cái này nói thiệt nha. Bé mẹ hay sao mẹ? Ngon đúng không? Rồi, mấy đứa uống tự nhiên nha. Dạ. Mấy em múc ổi rồi lên nè. Ngon quá à. Ngon cướng. Ngon chị ơi. Dạ cũng gần hết rồi. Rồi mới bán có một bạn thôi mà trà gần hết rồi á. Mọi khách tới nữa cả. Trời ơi, sao mà anh dặn mày 6 giờ mà giờ mình mới tới. Tại em tặng đó anh đi, em đi đấu giải rồi. Trời ơi, cái tướng mày đấu giải gì vậy? Giải đi. Ở đây là có mấy đứa nè. Dạ, 6 đứa. 6 đứa phải không? Dạ, bây giờ mấy đứa ở ngoài bàn ngồi chiên ngồi. Ơ khoan, ở đây kêu nước chứ. Ngày hôm nay á là anh bán cái nước đó chính là trà ổi nha. Bây giờ là ở đây có đứa nào uống trà ổi lần nào chưa? Chưa. Đủ uống chưa em? Chưa rồi. Em thấy sao? Em thấy nó ngon. Ngon lắm anh. Ngon nhưng mà bây giờ em thưởng thức cái món của anh làm nè. Chính tay anh làm đây nè. Đó, bây giờ mấy đứa vào bàn ngoài trước ngồi đi ha. Dạ. Dạ, dạ. Anh xíu là có nước liền nha. Dạ. Rồi, sao đi nữa? Có gì đâu mà ăn em, chỉ có nước thôi. Rồi, lắc nha các bạn. Lắc đi, lẹ lẹ đi em ơi. Lắc đi nè, không ly ra sẵn rồi, sáu ly. Rồi, nè nè. Đồ, ngồi với anh rồi đồ. Ừ, để ngồi với anh. Mình ngồi bên này nè mọi người. Để nha mọi người. Vô lại đây. Trời ơi, giờ ngồi đây để nước đi mọi người. Để đồ. Đồ nhỏ đồ. Cô hoài vậy? Ủa mà anh võ sao bữa nay anh đi chảy vậy? Tại anh với thằng khá đi tập banh đi đá giải vô trường á. Trời ơi, phải em mà học lớp 7 là em được tuyển đi đá với anh rồi. Tương mẹ vậy mày cũng được đi đá nè. Anh nhìn vậy thôi chứ em chạy hơn, chạy nhanh hơn nhân đó. Vậy thì sao? Em chạy là chỉ có gấp mở em mới lại thôi chứ em chạy gì. Anh nói kỳ quá. Nhiều ly chứ phải mấy ly đâu mày. Anh tao đang khát nước dữ lắm rồi đó. Trời ơi, mày nhìn ở trống kìa, còn nhiều khách muốn chết mà mày lại đập bàn của anh ngáo. Thôi vậy thôi tao đợi. Để em chơi gà cái.
Rồi lẹ lẹ đi em, 7 ly luôn đó. Ok. Rồi xong chưa? Rồi. Rồi làm thêm ly nữa, làm thêm ly nữa mới được. Hai. Em lấy muỗng các bạn ơi. Cho muỗng vô. Rồi thêm ỏi cho mấy đứa nhỏ luôn nha. Đó, từ từ. Rồi ỏi vô nha. Rồi nè nhau. Đó. Rồi. Quá tuyệt vời. Rồi để ỏi qua luôn. Đó. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ bưng ra cho mấy đứa nhỏ nha các bạn. Rồi bưng dữ anh mới được. Rồi bưng ba ly giờ được không ta? Được hết, được hết. Đây, bưng ra thôi các bạn ơi. Ba ly nha. Từ 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 từ. À. Từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Có nước luôn nha. Wow. Đó, của Hương Nhân nè, của Quân nè. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, của hai đứa nè. Đó. Chia ra uống. Còn đủ rồi, đủ chưa? Dạ đủ. Rồi bây giờ mấy đứa uống là cho anh biết cảm nhận thật sự của mấy đứa luôn nha. Trời ơi, nước này hơi mùi ỏi quá à. Đúng rồi, này ngọt ngọt chua chua nè, ăn thử miếng ỏi Quân. Ờ, để ăn thử rồi. Ỏi không chua quá. Ỏi ngọt ngọt luôn á. Thôi, uống nước mới được. Ngon. Ừ. Ở này gì giòn, thơm như ngọt. Ngon quá. Đâu, đâu, đâu. Cho nè, cho nè. Chơi kì vậy? Nè. Đâu. Ly này sao em muốn đổ? Chà quá nè. Đúng rồi, cái bụng em bự như vậy nè. Một ly sao mà nói phải 10 ly. Nào không dữ hả? Ai biết đâu. Tại do em vậy đó. Tấn, nãy giờ đi tập đá banh về mệt không? Mệt. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Nãy giờ mệt mà giờ uống ngon mà còn khỏe nữa mọi người ơi. Ủa anh thấy ngon không Nhân? Ngon chứ em. Ngon vậy uống đi. Ừ. Ngon quá các bạn ơi. Bây giờ tụi mình mới được uống này nha các bạn. Công nhận mình pha uống rất là ngon luôn nha. Rồi làm gì mà ông bên xong ông ca quá trời. Ông ca nãy giờ đâu có tiếng máy đi các bạn. Mà vẫn còn ca. Câu hát hay của bạn hay hát hả? Trời ơi ông ca quá trời luôn. Chị Thảo thấy em làm cái món này uống được không? Anh thấy sao? Ờ chéo cò nãy giờ là chưa hết 2 ly rồi đó. Ờ 2 ly đó. À, em vừa làm vừa uống. Thôi vừa làm vừa uống luôn. Rồi còn mình này mới uống được con ly nè các bạn ơi, mình thấy cũng rất là ngon luôn nha. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc rồi các bạn ơi. Nếu bạn thích video này thì cho mấy anh em mình xuống đăng ký, like, chuông, đăng ký kênh Nhá TV của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.